Lên cao tốc nhưng gặp biển báo chỉ hướng lạ. Tài xế tiến vào sâu thì ớn lạnh, tưởng đang bay giữa trời. Mới đây, một bác tài đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video từ camera hành trình trên xe ô tô, khiến nhiều người không khỏi nổi da gà. Có thể thấy người đàn ông đang đi lên đoạn cao tốc một chiều, phía trước dài hun hút, không thể xác định điểm cuối. Hai bên đường là biển báo hiệu chỉ đường, nhưng lại có hình mũi tên chỉ xuống dưới rất kỳ lạ. Nhưng xuống đâu thì lại không ai biết. Linh tính có điểm chẳng lành nhưng vẫn đi theo hướng dẫn của Google Maps. Một lúc sau, tài xế bắt đầu cảm thấy tầm nhìn bị che khuất. Khung cảnh sương khói, mây mù, phủ kín, không thể nhìn rõ xung quanh, cũng như những phương tiện đang đi phía trước. Quá khiếp sợ, người này cố gắng giữ chắc tay lái, chỉ biết chạy theo quán tính, mà không biết rằng nếu như lỡ đi chệch hướng thì tính mạng của mình sẽ ra sao. Sau khi đoạn video được đăng tải, cõi mạng không khỏi lạnh sống lưng và xôn xao, truy tìm địa chỉ con đường lên tiên cảnh này. Không ngờ con đường trên mây là có thật. Những ai thích săn mây mà đi qua đoạn đường này thì nguy cơ đi mây về gió một tháng về hai lần là rất cao. Không biết bác tài đã vượt qua chốn bồng lai tiên cảnh này bằng cách nào để chia sẻ lại đoạn video lên mạng xã hội như vậy. Còn bạn nghĩ như thế nào về đường cao tốc nguy hiểm này? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho tụi mình biết với nhé!